Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đang quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu là người nhiệt tình, sáng suốt, linh hoạt, tháo vát, nhưng đôi khi vì khó kiềm chế cảm xúc nên dễ hành động sốc nổi, nội tâm thẳng thắn bộc trực nên không giỏi che giấu cảm xúc. Bạn bè của họ sẽ không ít lần nhận được những lời góp ý thẳng thắn của họ hoặc thậm chí khiến họ nổi giận. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa, mọi thứ không còn quá khích, cuồng nộ. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu rất thích cuộc sống gần gũi, tự nhiên, thích khung cảnh thiên nhiên nên có sức sáng tạo tuyệt vời. Họ sống khá thực tế, linh hoạt, cơ động, đề cao giá trị tiện ích. Ngoài ra, họ cũng rất giỏi, thông minh, thích nghiên cứu, tìm hiểu nên thường có thành tích và học vị cao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, phương cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sẽ biết được cuộc sống có thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Gia chủ tuổi Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Gia chủ tuổi Đinh Dậu chủ động, nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người so với các tuổi Dậu còn lại. Gia chủ tuổi Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên, hết sức cuốn hút trong phong cách. Gia chủ tuổi Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý, dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Gia chủ tuổi Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy, đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung có tính logic, sự trung thực, năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với gia chủ tuổi Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhiều khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cùng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp gia chủ tuổi Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Tháng 7 này, về sự nghiệp, hầu như mệnh chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả về kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, mệnh chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu trong tháng của bản mệnh cũng khá lớn, có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của mệnh chủ, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, sự hợp lý để tìm cách giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vì nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận.
Tử vi tháng 7 của mệnh chủ Đinh Dậu theo lịch âm cho thấy rằng tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Đinh Dậu có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Dậu đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của mệnh chủ quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho mệnh chủ, giúp mệnh chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình, song không để suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của mệnh chủ. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của mệnh chủ rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, mệnh chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi, công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp mệnh chủ lấy lại tinh thần. Đặc biệt để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết mệnh chủ sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà mệnh chủ chưa bao giờ đạt được trước đây. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó để mất một khoản lớn trong thu nhập của mệnh chủ khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu, không chút suy nghĩ, kẻo mệnh chủ hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1959. Những người tuổi Đinh Dậu cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, mệnh chủ có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi mệnh chủ giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, mệnh chủ đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của phòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Đinh Dậu còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Đinh Dậu có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của mệnh chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng,
chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hải Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, từ ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Mão, nạp âm Tùng Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, từ ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mão, nạp âm Kim Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, từ ngày 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Mão, nạp âm Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thìn, nạp âm Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Giáp Thìn, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Thìn, nạp âm Sa Trung Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.